40 năm, một hành trình dài đầy tự hào và cống hiến. 40 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An đã trở thành mái nhà chung của biết bao thế hệ học sinh vùng cao. Từ những bước chân đầu tiên đầy gian khó đến những thành tựu vinh quang hôm nay, chúng ta đã cùng nhau xây dựng nên một di sản giáo dục vững bền. Không chỉ là nơi rèn luyện tri thức, trường còn là nơi lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em. 40 năm, dấu ấn đáng nhớ là hành trình của sự kế thừa và phát triển, là nơi nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai cho biết bao thế hệ trẻ. Với sứ mệnh vun đắp tri thức, Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú Nghệ An tự hào đã và đang là cái nôi cho biết bao nhân tài vùng dân tộc thiểu số. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường, thay mặt cho ban giám hiệu, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh trên mọi miền đất nước và nước ngoài cùng tụ hội về mái nhà nội trú yêu thương để đón chào ngày hội lớn. Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường dân tộc nội trú Nghệ An, 40 năm xây dựng ước mơ, 40 năm kết nối tình thân. Hãy cùng chúng tôi viết tiếp những trang sử mới đầy vinh quang và tự hào.